Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày nhé. Timothy Jones quả là một người vô gia cư may mắn nhất thế giới. Có nằm mơ, người đàn ông vô gia cư ấy cũng không thể ngờ có ngày mình trở thành người may mắn khi vô tình tìm thấy một kho báu trong lúc rửa chân. Kho báu này trị giá 77.000 USD, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng. Mọi chuyện bắt đầu khi Timothy đang đi rửa chân ở sông Colorado, nhìn xuống lòng sông ông Timothy Yoss không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một bọc đầy tiền mặt và tiền xu của người Nam Phi. Mừng rỡ ra mặt, người đàn ông vô gia cư 46 tuổi này đã ngay lập tức tới ngân hàng để đổi hết ra tiền mặt. Tuy nhiên, các nhân viên của ngân hàng đã hoài nghi và gọi điện thông báo với cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát thành phố Bastrop đã ập tới tịch thu các tài sản trên trời rơi xuống công Timothy để điều tra. Bốn tháng trôi qua, ông Timothy may mắn trở thành chủ nhân của một tiền bởi theo thông lệ của bang Texas, nếu phát hiện một tài sản nào đó hoặc không tìm được thấy chủ nhân thật sự của nó. Trong thời gian quy định, thì người tìm thấy tài sản đó sẽ là người được quyền sở hữu. Người vô gia cư may mắn Timothy đã được phép nắm giữ số tài sản đó. Điều không may là ông buộc phải ăn mừng sự giàu có bất ngờ của mình trong tù bởi vì ông hiện đang bị giam vì phạm tội say xỉn nơi công cộng và nhập cư bất hợp pháp. Và có những câu chuyện kho báu còn đi kỳ hơn nữa. Walter Samasco Jr. vốn là một người đàn ông sống khép kín, ông mắc bệnh tim và qua đời tại nhà riêng ở Carson City, Nevada. Hàng xóm đã liên lạc với chính quyền khi phát hiện có mùi lạ tỏa ra từ nhà ông Samasco. Sau khi mất tài khoản cá nhân của ông chỉ phẩm vẹn 200 đô la Mỹ, thế nhưng sau đó một tuần tất cả mọi ngân hàng được choáng phán khi phát hiện bí mật rằng ông Walter Samasco Jr. chính là chủ sở hữu của một hầm chứa đầy vàng trị giá khoảng 7 triệu đô la Mỹ, 147 tỷ đồng. Họ tìm thấy những đồng tiền vàng đủ loại, tiền vàng Australia, tiền Nam Phi và tiền Anh hết hạn từ những năm 1840, những đồng peso, những miếng vàng nhỏ và cả vàng thỏi. Số tiền và vàng này đủ để chất đầy hai xe cút kít trong gara của kỹ của ông. Giới chức do hay Samasco sống cùng với mẹ ở ngôi nhà ba phòng ngủ từ thập niên 1970 và bắt đầu thu thập vàng từ thời gian đó. Với số tiền tài sản tìm được, sở thuế sẽ thu, 750.000 đô la Mỹ gần 16 tỷ, số còn lại sẽ thuộc về người họ hàng duy nhất của Samasco, một trợ giảng tại trường đại học ở Rafael, California. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên ấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.